Chị Nguyễn mến chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn, Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà và ngồi coi video. Luôn lúc nào cũng là đúng giá, đúng nhà, đúng vị trí nha quý anh chị. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà siêu rộng rãi luôn, một cái căn nhà giá đang bị ngợp nha quý anh chị. Đó, căn này đang ngợp hạ rất là nhiều luôn. Với một mức giá rất là rẻ luôn, với pháp lý là sổ hồng riêng nè, ngang là 4m, chạy dài vào là 26m, mà bán với mức giá chỉ có 1,6 tỷ thôi nha quý anh chị. Pháp lý sổ hồng riêng, thiết kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ, có sân trước, mình có thể đổ được chiếc ô tô 4 chỗ và sân sau lấy chó trời, rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Đó, thiết kế là ở trên sẽ cho mình là một không gian nhà vệ sinh, có cái ban công phía trước thì cũng rất là rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Và căn nhà của mình là có một cái hướng Tây Nam, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Nam để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư. Đường dẫn vào căn nhà của mình sẽ cho mình là đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét, ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình di chuyển ga vô thoải mái luôn đó. Ở đây thì ống cống cũng đã lắp đặt đầu bài bản hết rồi, điện thì cũng đã điện của nhà nước nè, và nước thì cũng là của thi cục nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình được tọa lạc tại ngay xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái huyện tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình đâu đó tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi. Đó. Ở đây mình đi chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh rồi đó quý anh chị. Mình đi trong vòng bán kính khoảng một cây số đổ lại thôi nha. Nếu mà quý anh chị mình biết cái trường học Nguyễn Đình Chiểu thì từ căn nhà của mình ra tới trường học Nguyễn Đình Chiểu đi đâu đó thì khoảng 800 mét thôi. Đó, ngay cái trường học Nguyễn Đình Chiểu là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi đầy đủ luôn nha quý anh chị. Thì ngay cái đầu hẻm đó là đường cộng đồng Lộc Hậu, mình di chuyển vào căn nhà của mình rất là gần nha. Đó. Thì với diện tích nhà của mình với pháp lý là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày mà bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 6 thôi. Căn này là giá ngọt nha quý anh chị. Chị Nguyễn dám bảo đảm với cô chú anh chị mình là trong cái khu vực đây là không có căn nào rẻ hơn là cái căn này đâu nha quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay cho Trần Nguyễn để mình có thể xuống khảo sát thực tế với cái mẫu nhà của mình luôn nha. Thì trước khi vào nhà là bên đơn vị Trần Nguyễn xây ở trong khu đây là hai căn theo cái kiểu mái Thái nha quý anh chị, kiểu mái Thái rất là sang đó. Ở ngoài thì cũng đã bên đơn vị chủ nhà người ta đã làm mái che kiên cố hết rồi và cũng đã be sắt xung quanh hàng rào rất là kính luôn, về ở cũng khá là an tâm. Bước vào trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện rất là dày dặn và chắc chắn nha quý anh chị. Đó, ở ngoài sân này thì mình có thể đậu được một chiếc xe ô tô 4 chỗ nha quý anh chị. Đó, cái sân này khá là rộng, 4m, cái sân của mình sẽ cho trước là 4m nha quý anh chị, cũng được lót gạch và chấm trơn trượt rồi. Ở phía tường ngoài này thì bên đơn vị chủ nhà người ta đã cũng đã ốp gạch lên cao rồi, rất là sạch sẽ luôn. Đó, bước vào trong nữa sẽ cho mình lên một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh với kính là kính cường lực nha quý anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Cái căn nhà này thì cũng được bà chị họ của Trường Nguyễn á gửi là bán nha quý chị, tại vì chị đang bị bể nợ nên gửi là bán với mức giá khá là ngọt. Cái mức giá này chị dám bảo đảm với quý anh chị mình là không có cái căn nhà nào rẻ bằng cái căn này đâu nha quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay cho Trường Nguyễn để mình có thể xuống mình khảo sát thực tế và mình về mình sở hữu một cái mẫu nhà ngang 4m, chạy dài vô tận 26m, thiết kế là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, một cái không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng đây. Đó, không gian phòng khách thì cũng được lót lạt là đá mống kính khổ 60 x 60, nó càng lao càng bóng. Tường thì ốp lát thẳng lên khoảng 1,5 m cho gia đình mình. Ở trên vẫn là trần thạch cao nguyên khối, có đèn lon và đèn hai thắp sáng hết căn nhà rồi nha quý anh chị. Đó, ở đây thì khu vực đối diện với phòng khách sẽ là một cái bậc những bậc tam qua về quý anh chị mình có thể thiết kế thêm một cái tủ như cọp khu vực này đó, mình trang trí thêm hoặc là mình có thể để vậy vẫn được, thấy cũng khá là sang nha quý anh chị. Đó, tiến xuống nữa là một cái không gian nhà vệ sinh. Thì không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở giữa chân dưới chân cầu thang, tiết kiệm giúp cho tiết kiệm không gian căn nhà mình khá là nhiều luôn. Trong đây thì cũng đầy đủ tiện ích rồi, gạch thì cũng ốp lên cao khá là sạch sẽ nha quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay cho Trường Nguyễn để mình sở hữu một cái mẫu nhà rộng rãi thông thoáng này nha. Đó, cái căn này sẽ cho mình một cái phòng ở bên dưới nên rất thích hợp cho gia đình nào có cha mẹ và con em nhỏ lên xuống cầu thang bất tiện, mình có thể tận dụng không gian phòng này đó cho con em mình và cha mẹ mình nghỉ ngơi dưới khu vực đây nha. Ở đây thì sẵn có đèn ngủ, đèn thay, dây chờ, máy lạnh đồ đầy đủ hết rồi. Trần thì vẫn trần là trần thạch cao nguyên khối. Đó, có cửa của mình sẽ là cửa gỗ nha. Đó, tiến xuống đây nữa sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì bên đơn vị chủ nhà người ta thiết kế theo chữ Y, nó có tủ bếp trên và tủ bếp dưới rồi. Mặt đá là mặt đá ba cương, bồn inox 304,
có ống nước ra, nước vô để mình có thể lắp đặt máy giặt ở khu vực đây. Tường thì vẫn ốp ghép, ốp lên từ không gian phòng khách chạy dài xuống tới bếp luôn, ra tới sân sau luôn nha quý anh chị. Đó, đây là một cái sân sau vô cùng mát mẻ quý anh chị ơi. Đó, vô cùng rộng rãi luôn nè. Chị Nguyễn thích nhất là căn nhà mà có sân trước, sân sau nè, gió để gió nó luồn vào căn nhà mình vô cùng mát luôn nha. À, sân sau này thì bên đơn vị chủ nhà người ta cũng đã bê sắt xung quanh, hàng rào xung quanh hết rồi. Đó, lọc tôn rồi, ở đây thì có làm cái kệ để mình phơi quần áo nè. Đó, ở tường thì ốp tặng lên cao. Ở đây thì sẽ có mình một cái vòi nước khu vực đây để mình rửa rau bằng cá, khu vực này cũng rất là tiện nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình với pháp lý là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày. Mà bán với mức giá chỉ có 1.600.000.000 thôi nha quý anh chị, ngang 4 dài tặng 26, quá trời rẻ luôn quý anh chị. Nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể sở hữu ngay một mẫu nhà vô cùng rộng rãi này nha. Đường xá thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ ra vô thoải mái luôn, rồi tìm đâu ra nữa quý anh chị ơi. Đó, thì đây sẽ là lối đi lên tầng trên của gia đình mình, thì cũng sẽ được lót cho mình là đá hoa cương rất là sang nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Đây là tầng trên của gia đình mình, thiết kế là hai phòng lớn nha quý anh chị và một không gian nhà vệ sinh. Thì cái phòng đây là cái phòng lớn ở cuối dãy nhà, cái phòng này vô cùng rộng rãi luôn nha quý anh chị, vô cùng rộng luôn đó. Căn này mà để thêm hai cái giường mà vẫn còn rộng luôn nha quý anh chị. Có không gian cửa sổ này, gạch thì lót được gạch đá bóng kính, ở trên vẫn là trần gạch cao nguyên khối đó. Thì ra ngoài này sẽ là không gian nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì được đặt giữa hai phòng cho tiện gia đình mình sinh hoạt hàng ngày nha quý anh chị. Tiến qua đây sẽ là một cái phòng lớn thứ hai. Phòng lớn này cũng rất là rộng nha. Cái phòng này nếu mà mình ở đủ thành viên thì mình có thể tận dụng không gian phòng này mình làm phòng thờ. Nếu mình ở đông người thì mình làm phòng ngủ luôn vẫn được nha quý anh chị. Có đèn thứ hai đi chờ máy lạnh, cửa thì cửa lỗ. Đó, ra đây sẽ là cái ban công nhẹ phía trước nha quý anh chị. Cái ban công này thì vô cùng rộng nha quý anh chị. Đứng đây thì mình có thể ngắm được vật cảnh xung quanh nha. Nhà cửa thì ở san sát nhau thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Đó, như quý anh chị mình có xem trước màn hình đó. Nhà thì ở khinh khích rất nha, chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình tiến xuống không gian tầng dưới, chị Nguyễn sẽ nói lại giá và vị trí chính xác nha. Thì nãy giờ quý anh chị mình cũng được bên đơn vị chị Nguyễn quay sơ cái đường đi và cái tầng trệt lên tới tầng trên rồi. Thì căn nhà của mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 26m. Với pháp lý là sổ hồng riêng, có thể đi công chứng sang tên trong ngày. Được thiết kế là một trệt, một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, một cái sân trước để mình đổ ô tô và sân sau mình lấy gió trời, rất là thông thoáng và mát mẻ nha quý anh chị. Căn nhà của mình là có một cái hướng Tây Nam nên rất thích hợp với anh chị nào đang cần tìm nhà hướng Tây Nam mà muốn đường xá ô tô 4 chỗ 7 chỗ có sân đổ ô tô đó, thì căn này rất là phù hợp luôn nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được bán với mức giá chỉ đúng 1.6 thôi nha. 1.6 là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái mẫu nhà vừa rộng rãi, vừa đẹp, vừa sang, nằm ngay khu dân cư đông đúc nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Thì xem đến đây rồi, chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của chị Nguyễn. Thì quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình nha. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà và ngồi coi video, luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.